Xin chào quý vị khán giả đã đến với K-Studio thuộc Cocha Hà Nội, cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc. Đây là trung tâm thương mại kỹ thuật số Hàn Quốc với mục đích giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp uy tín Hàn Quốc đến các đối tác tiềm năng tại Việt Nam. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn những doanh nghiệp uy tín đến từ thành phố Daegu, Hàn Quốc. Vậy chúng ta hãy cùng đến với từng doanh nghiệp nhé! Xin chào các bạn, tôi là Xuân Sang. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn công ty Sinsong F&T, công ty đã có kinh nghiệm hơn 20 năm trong nhập khẩu và phân phối thực phẩm Hàn Quốc từ châu Âu. Từ năm 2022, công ty đã bắt đầu xuất khẩu thực phẩm Hàn Quốc sang nước ngoài. Sau đây là những sản phẩm tiêu biểu của Sinsong F&T mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Bánh gạo cay Hàn Quốc Baba Tteokbokki là sản phẩm bánh gạo cay Tteokbokki được sản xuất tại các cơ sở tốt nhất Hàn Quốc, nên chất lượng bánh gạo cũng hoàn toàn vượt trội so với các loại bánh gạo thông thường. Nhờ đó, bánh gạo cay Hàn Quốc Baba Tteokbokki đang được các tập đoàn lớn và các công ty nhượng quyền sử dụng. Khác với các sản phẩm bánh gạo Tteokbokki thông thường mà các bạn từng thử, bánh gạo cay Hàn Quốc Baba Tteokbokki sử dụng phần sốt dạng nước giúp hương vị món ăn thơm ngon tuyệt hảo. Ngoài ra, sản phẩm premium còn được thêm mì khoai tây tạo nên sự kết hợp tuyệt vời giữa sợi mì dai dai và bánh gạo. Sản phẩm tiếp theo, kim chi thuần chay More Vegan Kimchi, là sản phẩm kim chi được làm bởi nhà sản xuất kim chi thế hệ đầu tiên tại Hàn Quốc và đang dẫn đầu thị trường kim chi. Với hương vị tuyệt vời, sản phẩm đang được xuất khẩu sang nhiều khu vực bao gồm Nhật Bản, châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ. Kim chi thuần chay More Vegan Kimchi là sản phẩm kim chi cao cấp đã nhận được giải thưởng tổng thống tại lễ hội kim chi lần thứ nhất. Ngoài ra, kim chi thương hiệu More cũng được sử dụng trong các khách sạn nổi tiếng tại Hàn Quốc. Sản phẩm được phát triển để có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng, thuận tiện cho quá trình phân phối mà vẫn giữ nguyên hương vị của kim chi. Ngay cả các nhà phân phối không có hệ thống lưu trữ lạnh cũng có thể dễ dàng kinh doanh sản phẩm. Là kim chi thuần chay More Vegan Kimchi phù hợp với tất cả mọi người, kể cả người ăn chay. Sinsong F&T tự tin giới thiệu các sản phẩm tốt nhất của công ty đến các đối tác Việt Nam. Hãy liên hệ với văn phòng Cocha Hà Nội nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm của công ty nhé.